Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Yamaha Sirius FE 2008, trim màu tem mới, giá không đổi. Yamaha Việt Nam vừa bổ sung thêm kiểu tem mới cho cái mẫu Sirius FE phun sơn điện tử cùng với màu cam bắc bắc, nhưng giá bán thì không thay đổi. Sirius là một trong những dòng xe bán chạy nhất của Yamaha Moto ở địa chỉ Nam. Cái mẫu xe này có nhiều đường nét góc cạnh thể thao phù hợp với giới trẻ. Và phiên bản bộ chế không khí với mức giá trên 20 triệu đồng tùy theo loại phanh, bao gồm như phanh thường giá tham khảo là 20.300.000 đồng, phanh đĩa là từ 21.300.000 đồng và cái bản LC vành đúc mức giá từ 23.100.000 đồng. Và trên thị trường hiện nay có hai cái dòng xe Sirius, loại sử dụng bộ chế không khí và loại trang bị hệ thống phun sơn tử Sirius FE. Và ở phiên bản bộ chế không khí vận hành cái khối động cơ SOC 4 thì 2 van với dung tích sedan 110,3 phân khối, làm mát bằng không khí. Xe đạt moment xoắn cực đại là 9 Nm tại vòng tua máy 80 phút và cho công suất tối đa là 8,9 lực tại vòng tua máy 50 phút. Trong khi phiên bản phun sơn tử FE thì có dung tích 115 phân khối cho công suất 8,7 lực tại vòng tua máy 7.000 phút. Moment xoắn 9,5 Nm tại vòng tua 5.000 phút. Cả hai đều sử dụng chung hộp số là 4 cấp với dung tích bình xăng là 3,8 lít. Cảm ơn bạn đã dõi này, hãy kế tiếp nhớ like, share, subscribe.